Sáng 15 tháng 1, ông Đỗ Thế Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang cho biết đã xác minh vụ người đàn ông có dấu hiệu say xỉn bị cảnh sát giao thông đề nghị đo nồng độ cồn đến 15 lần xảy ra tại huyện Châu Phú, có thể tự xưng là cán bộ tòa án. Chúng tôi đã xác minh toàn bộ hệ thống tòa án thì không có tên ông THH. Ông này trước đây là cán bộ của một ngành khác, đã nghỉ việc lâu rồi. Vì thế tôi khẳng định ông H không phải người trong ngành tòa án của chúng tôi, ông Bình nhấn mạnh. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn liên tục được cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn đến 15 lần, nhưng người này vẫn không chấp hành và năn nỉ xin tha. Trong video, có đoạn một cảnh sát giao thông nói, lần thứ 11 yêu cầu ông THH, cán bộ tòa án huyện Châu Phú kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không? Lúc sau, cán bộ cảnh sát giao thông hỏi tiếp, anh có xuất trình được giấy phép lái xe không? Người đàn ông trả lời, em đã xuất trình thẻ đảng cho anh rồi đó. Một lúc sau, người này lại nói, cứu em đi anh, tha thứ cho chú đi con ơi.